Ở Quýt TV xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 28 tháng 3. Hôm nay là ngày gì? Ngày sinh của ai? Ngày 28 tháng 3 năm 1836 là ngày sinh của Frederick Pabst. Ông là nhà sản xuất bia người Mỹ gốc Đức, là người thành lập công ty sản xuất bia Pabst. Nhà văn Maxim Gorky, ông sinh ngày 28 tháng 3 năm 1868. Ông là người đặt nền móng cho trường phái hiện thực xã hội chủ nghĩa trong văn chương và được xem là nhà văn kiệt xuất của nền văn học nước Nga vào thế kỷ 20. Cũng vào ngày này năm 1979 là ngày sinh của nữ diễn viên người Hàn Quốc Park Jae-rim. Cô trở nên nổi tiếng với vai diễn trong bộ phim Tình yêu trong sáng và Mùa xuân của Đạt tử trong thập niên 2000. Nữ ca sĩ Lady Gaga, cô sinh ngày 28 tháng 3 năm 1986. Cô tên thật là Stephanie Joanne Angelina Germanotta Lady. Cô là ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ. Ngoài ra, cô còn là doanh nhân, nhà thiết kế thời trang, là diễn viên và nhà hoạt động xã hội. Cô đã bán được hơn 124 triệu đĩa trên toàn thế giới. Những giải thưởng của cô bao gồm 12 giải Grammy, 13 giải thưởng video âm nhạc của MTV, một giải Oscar cho nhạc phim xuất sắc nhất bài Shallow trong phim A Star Is Born năm 2019, hai giải quả cầu vàng, hai đề cử Oscar cho nhạc phim xuất sắc nhất năm 2016 và nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim A Star Is Born năm 2019. Cô cũng là người đầu tiên đã biểu diễn trên cả ba sân khấu Super Bowl, Oscar và Grammy trong cùng một năm. Lady Gaga đứng thứ tư trong danh sách 100 nữ nghệ sĩ vĩ đại nhất trong âm nhạc của VH1. Ngày mất của ai? Ngày 28 tháng 3 năm 1943 là ngày mất của Sergei Rachmaninoff. Ông là nhà soạn nhạc người Nga, là bậc thầy piano và nhạc trưởng vào cuối thời kỳ lãng mạn. Một số tác phẩm của ông đã trở thành kinh điển trong giai đoạn âm nhạc lãng mạn. Nhạc sĩ Phong Nhã, ông qua đời vào ngày 28 tháng 3 năm 2020. Nhạc phẩm nổi tiếng nhất của ông là bài Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng. Cũng vào ngày này năm 2020 là ngày mất của cố diễn viên Mai Phương. Cô đến với nghệ thuật từ nhỏ và tham gia đội kịch Tuổi Ngọc gắn bó suốt 10 năm. Lứa của Mai Phương quy tụ nhiều tài năng như diễn viên Thiên Bảo, Ngọc Trai, Vũ Long. Mai Phương qua đời lúc 19 giờ ngày 28 tháng 3 năm 2020 tại nhà riêng, không lâu sau khi lễ mừng sinh nhật 35 tuổi do bệnh ung thư. Sự kiện. Vào ngày này năm 1842, buổi hòa nhạc đầu tiên của dàn nhạc giao hưởng Vienna do Otto Nicolai chỉ huy. Lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ chính tòa Sài Gòn được tổ chức vào ngày 28 tháng 3 năm 1863. Vào ngày này năm 1910, Henri Fabre trở thành người đầu tiên lái thủy phi cơ Fabre Aeroviaire sau khi cất cánh từ một đường băng gần nước Pháp. Hai thành phố lớn của Thổ Nhĩ Kỳ là Constantinople và Ankara đổi tên thành Istanbul và Ankara. Xin chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào chương trình kỳ sau.